Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2024. Em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn nha. Và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Nãy giờ thì em chia sẻ cái video nói về ca sĩ Nguyên Vũ sẽ chạm mặt anh A2. Thì thôi, câu chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra đúng không cả nhà? Chắc có lẽ ai đó còn nợ ca sĩ Nguyên Vũ một lời xin lỗi. Thì thôi, để thuận theo tự nhiên ha. Còn câu chuyện mà của gia đình của nghệ sĩ thì thật sự mà em suy nghĩ, em thấy Hồng Loan là thắng 100% rồi quý cô chú anh chị. Chẳng qua là cái vấn đề là ra tòa để giải quyết, còn có giấy tờ hợp pháp đóng cái mộc cái dấu mà gọi là đợi tòa phán quyết mà nói là tài sản đó là thuộc về Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh nữa thôi là ok đó quý cô chú anh chị. Chứ cả nhà mình nghĩ đi, tài sản thì của cha thì phải chắc chắn là để lại cho con rồi. Thì cả nhà mình cũng biết là lúc mà chị Ni có chia sẻ một cái dòng trạng thái đó là vì sao phía bên kia họ lại muốn Hồng Loan trưng cầu cái ADN và cũng như là hủy cái giấy khai sinh của Hồng Loan và làm đủ mọi chuyện. Thì cả nhà cũng biết rồi đó, là cố nghệ sĩ trước khi mà còn sống đó thì bị gài bẫy đúng không cả nhà? Coi như là bị gài bẫy đi, nhưng mà cố nghệ sĩ lại gài bẫy lại họ mà họ không biết, cô chú anh chị. Họ cố tình không biết hay là họ không biết? Thì để em chia sẻ đến cả nhà mình một cái vấn đề theo như em suy nghĩ như thế này. Bây giờ bất cứ cái gì cũng vậy, khi chúng ta làm việc với lại cơ quan chức năng hoặc là tòa án giải quyết một vụ tranh chấp nào đó thì chúng ta cần phải có giấy trắng mực đen, cần phải có sự giống như là công chứng, dấu mộc, đúng không cô chú anh chị? Chứ đâu phải mình nói bằng miệng, nói bằng giống như bằng một tờ giấy mà không có mộc thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì cả, coi như là một tờ giấy lộn mà thôi. Ngày xưa đó thì có nghệ sĩ, thì em có coi những cái clip ngày xưa mà có nghệ sĩ đi hát rất là nhiều. Thì có một lần có nghệ sĩ đi hát thì cũng đã tin tưởng Hồng Loan, gửi giấy tờ tất cả những gì cho Hồng Loan giữ. Đó, khi có nghệ sĩ đi hát về thì Hồng Loan lại trả lại cho có nghệ sĩ. Đó, thì cái đó thì cũng minh chứng rằng đó, là Hồng Loan là như thế nào rồi, đúng không cả nhà? Còn một sự việc nữa, vì sao mà có nghệ sĩ lúc mà còn sống đó lại không làm di chúc? Là một người nghệ sĩ nổi tiếng ở cái thời điểm đó và cũng như là gia tài rất là nhiều, thì cô chú anh chị mình cứ thử nghĩ đi, cái mối quan hệ nó rộng rãi như thế nào? Không lẽ có nghệ sĩ không có nổi mà đi tìm được luật sư giỏi hay là những người mà gọi là về pháp lý giỏi để tư vấn cho cố nghệ sĩ hay sao? Đúng không cả nhà? Phải có chứ làm sao mà không có được. Khi mà đi hát bây giờ, thật sự mà nói, những anh chị em nghệ sĩ mà đi hát bây giờ thì cần phải có luật sư, những người hỗ trợ về pháp lý, về bản quyền, về hình ảnh hay là về cái gì đó, chắc chắn là phải có. Nếu mà không có thì cũng phải quen để khi cần mà có hỏi để tư vấn về vấn đề này vấn đề kia. Thì cả nhà mình cũng biết là tài sản của cố nghệ sĩ thì nhiều, nhưng phải để lại cho con. Thì hôm trước chị Hồng Loan, chị Hồng Ni á, chị Hồng Ni có chia sẻ một bài viết vì sao họ cố tình để hủy giấy khai sinh của chị Hồng Loan. Vì biết rằng á, Hồng Loan là hàng thừa kế thứ nhất, đúng không cả nhà? Hàng thừa kế thứ nhất, tiếp theo nữa thì mới tới hàng thừa kế thứ hai. Hàng thừa kế thứ hai là ai? Là anh chị, đúng không cô chú anh chị? Là anh chị. Thì người ta muốn triệt hạ hàng thừa kế thứ nhất để không còn hàng thừa kế thứ nhất nữa, thì hàng thừa kế thứ hai mới có cơ hội. Ngày xưa có nghệ sĩ á, lúc mà còn sống hoặc là lúc bệnh á, là một người nghệ sĩ nổi tiếng, là một ông hoàng hậu quảng cải lương, chắc chắn là biết về cái câu chuyện là tài sản và thừa kế như thế nào. Tại sao ông không làm gì chút? Vì ông cũng hiểu rằng là có làm cũng như không làm á, không làm thì Hồng Loan còn nhẹ nhàng mà thanh, gọi là yên ổn mà sống.
Còn nếu mà làm thì Hồng Loan liệu có sống nổi tới giờ phút này hay không, đúng không cả nhà? Những lần phỏng vấn của có nghệ sĩ với báo chí hoặc là anh em YouTube rồi đó, thì những cái video cũ đó thì có nghệ sĩ cũng có nói như thế này: tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, đó là Hồng Loan. Con nuôi thì rất là nhiều, nhưng mà con thì chỉ có một. Đó là Hồng Loan khẳng định rất là nhiều lần. Em coi được clip là tới 3-4 lần là của cô chú anh chị. Thì đó, thì cần gì mà phải làm gì chút nữa, đúng không? Con thì có một, thì cần gì phải chia cho người thứ hai, thứ ba nữa. Thì chia tài sản thì dành cho con thôi, đúng không cả nhà? Từ khi nào mà hàng thừa kế thứ nhất không còn thì mới tới anh chị. Thì người ta mới biết, người ta hiểu rằng, thì người ta mới hủy cái giấy khai sinh, hủy đi thân thế 37, 38 năm qua của chú Vũ Linh đã cho Hồng Loan cho tới bây giờ. Thì người ta muốn hủy để người ta mới có cơ hội. Và những cái di chúc gọi là di chúc miệng đó, thì cả nhà mình nghĩ thôi, coi nó có đủ căn cứ trước pháp luật hay không. Một người đang gọi là trong cái hoàn cảnh là đang có rượu bia, đang xỉn hoặc là không xỉn đi chăng nữa, thì những lời nói đó thì có giá trị hay không? Có đủ gọi là lập vi bằng để mà công chứng lên, để gọi là coi đó là một cái di chúc miệng hay không? Nếu có thì nhan nhản trong cái xã hội này rất là nhiều. Ừ, tao cho mày miếng đất đó, ừ, tao cho mày cái căn nhà đó, ừ, chiếc xe đó lấy đi, tao cho mày đó. Thì không lẽ khi mà nói chuyện như vậy á, thì nó là một cái di chúc hay sao? Hay là một cái bằng chứng là cho hay sao? Đúng không cô chú anh chị? Nói chuyện trước pháp luật cần phải có giấy trắng mực đen, cần phải có sự công chứng của cơ quan chức năng hoặc là văn phòng công chứng của nhà nước cho phép. Thì lúc đó thì mới gọi là hợp pháp trước tòa. Còn những lời nói gió thổi máy bay thì cô chú anh chị mình liệu rằng có chấp nhận được hay không? Vậy mà người ta cũng cố tình gọi là cố gắng ha, giãy giụa, gào thét để coi đó là một cái bằng chứng để đi ra để gọi là muốn đồng sở hữu, thì thật sự mà nói là không thể nào chấp nhận được trong cái xã hội này. Là một người nghệ sĩ ha, ca sĩ nghệ sĩ, nhưng mà lại đi tranh giành tài sản với lại cháu của mình, con của anh mình, và cũng như là bây giờ là một người em dâu là bà Quý Phi đó, lại đi gào thét, lại đi tranh giành tài sản với lại con của anh mình. Mà cái bà Quý Phi đó, bà có được cái công nhận hay không, có được công nhận là em dâu không là một chuyện nữa. Thì nghe kể rằng bùm bùm thì cũng kể rằng thì bà có được công nhận hay đâu, chẳng qua là một cái người ngang thôi, gọi là đi vào, gọi là sống như vậy thôi, chứ có được chú Năm công nhận đâu cô chú anh chị. Không bao giờ được công nhận ha, và cũng có được ai thương yêu đâu. Mà nhưng mà anh Năm thế này, anh Năm thế kia, rồi lại lên khịa nói móc con của anh mình, thương ba quá, thương thế này thế kia, nói Hồng Loan cả nhà, gọi là biểu môi khịa, rồi lại nói những lời thật sự không có lọt lỗ tai, như là leo lên chiếc giường đó, hai vợ chồng nó ư ư gì trên đó, rồi nó treo hình của chú Năm ở đó, rồi nó làm chuyện ư ư này kia nọ, chuyện vợ chồng rồi đó. Ủa thì bây giờ ba mình mất thì tài sản để lại cho con, thì cái giường đó thì mình ngủ, ba mình ngủ rồi, bây giờ ba mất rồi thì mình vô vào phòng ba mình ngủ là chuyện bình thường, có gì đâu. Thì đó là cái chuyện bình thường, không có gì xảy ra hết trơn cô chú anh chị, mà lại cũng đem ra đi nói, đem đi ra nói như vậy, thật sự là không nên chút nào. Cả nhà mình thấy chú Năm rất là gọi là thông minh đó cả nhà, thông minh, gọi là bị gài bẫy nha, bị gài bẫy, nhưng mà cố tình để cho người ta gài bẫy, nhưng mà chú Năm gài bẫy ngược lại, mà họ bị sập bẫy, nhưng mà họ không biết, những người mà gọi là tranh giành đó họ không biết cái đó có gọi là cái gì chút đâu, mà lại đi tranh giành với con của mình và cháu của mình, của chú anh chị. Phải nói là ba mươi mấy năm qua thì cả nhà mình á có nghe được một cái clip á, là Hồng Loan á có nói với lại chú Năm như thế này nè: có nhiều lần chú Năm đi diễn rất là nhiều, không có ở bên con được, thì Hồng Loan mới nói á, là ba ở nhà chơi với con, thì chú Năm dành trọn nửa tháng trời luôn. Em nghe được cái clip á, là dành trọn nửa tháng trời để ở nhà chơi với con.
Thì cả nhà biết là tình cảm của chú Năm dành cho Hồng Loan như thế nào. Trong cái thời điểm đó là cải lương đang gọi là trên đà phát triển và cũng như là rất là phát triển mạnh mẽ, thì cần phải đi làm nhiều thì mới có tài sản như vậy. Thì cái công sức mình bỏ ra, cái tài sản mình có đáng có, thì cái công sức mình bỏ ra nó như thế nào của chú anh chị mình cũng biết rồi. Phải thức đêm thức hôm, làm ngày làm đêm, thức khuya dậy sớm, nó thì nó mới có như vậy. Chứ không phải là cứ ngồi ở nhà mà gào thét, rồi dựa vào những cái bằng chứng mông lung, và dựa vào những cái câu nói mà không có giấy trắng mực đen, không có một cái chữ ký hay một có một cái con dấu công chứng gì cả, mà đem ra coi nó là một bằng chứng trước tòa để gọi là muốn đồng sở hữu, thì cả nhà mình thấy đó là nó vô cùng vô lý. Nếu mà có thì trong cái xã hội này á, thì thiếu gì, thiếu gì chắc có lẽ là tòa án giải quyết không kịp luôn cả nhà. Thường á, đa phần là những người mà say xỉn vào á, có mang bia vô rồi á, thì họ hay nói những lời, nói chung á, là những cái câu nói để làm vui lòng thôi. Bây giờ cả nhà mình nghĩ đi, nếu mà cái thời điểm đó mà chú Năm mà làm di chúc á, chia cho người này chia cho người kia, hoặc là chỉ chia cho Hồng Loan không á, thì Hồng Loan liệu có sống được tới cái thời điểm bây giờ không, có yên ổn đến thời điểm bây giờ không cả nhà, hay là triệt hạ mất tiêu rồi, hay là không còn biết. Cô chú anh chị không biết là Hồng Loan là con của chú Năm, mà mọi người không biết ai, không biết là chú Năm có Hồng Loan là con đâu, đúng không cả nhà? Và cũng như sóng gió bây giờ thì cũng chắc có lẽ là cũng không có xảy ra đâu, mà là phía bên kia nó đã đồng sở hữu hết rồi. Nhờ rất là may mắn và cái sự thông minh nhạy bén, mà cũng như là cái kinh nghiệm sống của một người nghệ sĩ gạo cội, của một ông hoàng hậu quản cải lương cái thời điểm bấy giờ đó, thì không có làm gì chút, thì Hồng Loan mới gọi là yên ổn như vậy, mới sống bình an cho tới bây giờ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đâu có được bình an đâu, cũng ra tòa như vậy của chú anh chị, kiện tụng liên tục và tranh chấp và xỉ xói, áp lực đủ điều đó cả nhà ha. Cả nhà cũng thấy nếu mà làm di chúc thì còn mệt mỏi hơn nữa. Thà rằng không làm di chúc như vậy đó, thì Hồng Loan còn yên ổn tới bây giờ phút này, còn phải làm di chúc chia hết cho Hồng Loan đi, thì cả nhà nghĩ rằng cái sự việc gì nữa nó xảy ra chắc chắn là triệt hạ rồi cả nhà, chứ không còn đâu. Tại vì cái đồng tiền nó sẽ làm mờ đi cái lý trí của con người. Người ta có thể những người mà gọi là tham đó, mà với những cái thể loại mà thằng số học với lại là xèo quạt đó, những cái người mà xèo quạt như vậy đó, thì cô chú anh chị mình nghĩ coi có để yên cho Hồng Loan hay không, hay là tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cách ha. Bây giờ cả nhà mình cũng thấy rồi đó, phiên tòa diễn ra thì tìm đủ mọi cách để trì hoãn, hay là vắng mặt, hay là như thế này thế kia, để mưu mẹo lươn lẹo đánh cháo khái niệm trơ trẽn, và cũng như là gào thét dẫn dắt dư luận quá nhiều, đúng không cả nhà? Quá nhiều. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng gọi là lộ ra thôi, ai thật thì sẽ ở lại, còn ai giả thì sẽ cũng bị lộ ra thôi, và cũng như là bị xã hội, bị cộng đồng, bị công chúng rồi tẩy chay thôi cô chú anh chị. Điều đó là điều dĩ nhiên rồi. Thì cả nhà mình tới đó thì cũng hiểu rồi ha, vì sao mà cố nghệ sĩ lại không có làm di chúc, và cũng vì sao mà cố nghệ sĩ lại muốn bảo bọc Hồng Loan, không cho Hồng Loan đi hát, vì biết rằng là sẽ rất là nguy hiểm và ảnh hưởng. Thật sự là cố nghệ sĩ là lo xa đó cả nhà, đang lo xa, rất là lo xa luôn, lo cho tương lai Hồng Loan sau này như thế nào luôn. Nhiều khi có những cái video và những lời nói ở phía bên kia, họ nói rằng Hồng Loan hư đốn thế này thế kia, nhưng mà chắc là họ đang dẫn dắt thôi cả nhà. Chứ còn mình suy nghĩ mình sâu xa thì cố nghệ sĩ đang lo cho Hồng Loan, lo cho tương lai rất là nhiều, và lo cho những đứa cháu ngoại nữa, chứ không phải là lo cho Hồng Loan không đâu. Ngày xưa Hồng Loan cũng đã từng có những phút nhân nhượng, phải chia cho cô thế này, chia cho chú thế kia, nhưng mà người ta lại tham, người ta tham cả nhà, người ta muốn gọi là chiếm, người ta muốn chiếm chứ người ta không muốn chia một phần ít, người ta muốn phần nhiều chứ người ta không muốn phần ít. Mà trong khi mà ngộ trong cái xã hội này, trong cái lịch sử này cũng ngộ ha, tự nhiên cái xảy ra một cái câu chuyện sóng gió mà nghĩ hoài nghĩ không ra, nghĩ hoài nghĩ không ra luôn. Cô với chú mà lại đi tranh giành tài sản với lại con của anh mình. Trời ơi, nếu mà rơi vào hoàn cảnh của cô chú anh chị thì sao cả nhà? Rơi vào một gia đình nào đó thì cô chú anh chị mình nghĩ như thế nào? Chắc có lẽ là nếu mà không có chị Ni thì, nếu không có hậu pháp, không có người đại diện phát ngôn như chị Ni thì chắc chắn cũng khá là mệt mỏi, đúng không cô chú anh chị? Đó, thì cả nhà mình thấy không? Thì chắc chắn rằng phần hơn cũng như là phần thắng thuộc về Hồng Loan rồi.
cố nghệ sĩ thì cũng có sự sắp đặt và cũng có sự an bài, và cũng nhiều khi là cũng biết trước luôn đó nha, biết trước sự việc nó xảy ra như thế nào luôn á. Nhưng mà từ từ cái gì cũng nó cũng phải có những cái bước tiến, và cũng như là có những cái đường đi, có những cái quy trình rõ ràng, cũng như lực, cũng như tòa án xử gì đó, cái gì cũng phải từ từ, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ gọi là Hồng Loan là thắng và bên kia là trắng tay thôi cả nhà. Chắc chắn là Hồng Loan sẽ thắng. Cái vụ BH thì cả nhà mình thấy rồi, không bây giờ là đâu có gọi là quỷ, cái gọi là cái quyền nhân thân của Hồng Loan, quỷ giấy khai sinh Hồng Loan được đâu. Thì bây giờ Hồng Loan là con, thì đi ra ngoài thì lấy lại hình ảnh cha là chuyện bình thường. Chưa biết được cái sự việc bên kia là họ sẽ làm những việc cho BH mà lấy hình ảnh của ba Hồng Loan trong suốt thời gian qua, số tiền như thế nào, phải cũng phải gọi là ói ra nữa cả nhà, phải ói ra nữa kìa. Chứ ở đó mà gọi là quỷ giấy khai sinh, và giờ với giấy khai sinh thì Hồng Loan là được chấp nhận rồi. Đó, coi như là hôm trước thì ra tòa thì Hồng Loan ok, tôi là con nuôi, không có trưng cầu giấy khai sinh gì cả, ai nói gì nói, miễn sao là hợp pháp là được ha. Nhưng mà sâu thẳm bên trong thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi, dáng đi tướng đứng, lời nói và cử chỉ, nói chung là người ta đã thấy từ rất là lâu rồi, không cần phải nói nhiều và không, cũng không cần phải bàn cãi nữa, đúng không cả nhà? Mình thấy rất là nhiều rồi. Bây giờ ok, ở giấy tờ nó là tôi con nuôi đó, tôi chấp nhận là tôi con nuôi luôn đó, nhưng mà miễn sao là hợp pháp, là con của ba tôi, những gì của ba tôi thì tôi lấy lại thôi, hay quý cô chú anh chị, đơn giản là như vậy. Còn ai nghĩ sao nghĩ, nhưng mà cộng đồng mạng cô chú anh chị yêu thương thì cũng thấy quá là rõ ràng rồi, từng cái tướng đi dáng đứng, từ lời ăn tiếng nói, và cũng như là cách cử chỉ hành động và cách làm, cách giao tiếp, cách đối nhân xử thế thì cũng có khác gì ba đâu, tại vì một chung một gen ra mà. Đó, ai nói gì nói, đúng không? Hy vọng là cô chú anh chị mình sẽ chờ đợi cái ngày mà gọi là dọn đồ ha. Lúc đó thì chắc có lẽ là trước cửa số 5 thì sẽ đông lắm cô chú anh chị. Và cũng như là những ai yêu thương ủng hộ Hồng Loan và yêu quý cố nghệ sĩ trong thời gian qua thì sẽ vui mừng, vỗ tay ăn mừng luôn đó chứ ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình. Cả nhà mình thấy những cái chia sẻ em hay, hợp lý đó, thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video ha. Đó, có nghệ sĩ phải nói là đã tính toán trước hết chân rồi, không ngờ là người ta gài bẫy có nghệ sĩ ha cả nhà, cái đó là gọi là gài bẫy đó, gài bẫy gọi là để có di chúc miệng đó, nhưng mà không ngờ có nghệ sĩ thì cứ ai tin tin thì cho quay, tin trong một cái sự mơ hồ, trong cái nằm mơ đi, những cái lời nói của tao mà tụi bay cũng coi là đó là một cái di chúc miệng, thì cái một cái bằng chứng để đồng sở hữu, thì tụi bay cứ nằm mơ dài dài đi ha, rồi tới mùa quýt thì cũng chưa có được gì nữa cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.